Nắng. Xin chào mọi người, hiện tại Diệu Nhi đang có mặt tại buổi ra mắt phim Nắng 2. Thì Nắng 1 Nhi đã xem rồi và khóc rất là nhiều, cho nên ngày hôm nay Nhi cùng với gia đình đến đây xem Nắng 2 thì đã thủ sẵn rất là nhiều khăn giấy. Và Nhi cũng rất là kỳ vọng Nắng 2 này sẽ lấy được nước mắt của rất là nhiều khán giả, cho nên là rất hy vọng với dàn diễn viên năm nay có thêm nhiều diễn viên mới. Và phần 2 này thì Nhi cũng đang rất là háo hức và mong chờ để xem phim. Cái thông điệp lớn nhất mà Nắng muốn đem lại giờ là này, có thể là cái series Nắng sau này Nắng muốn đem lại cái tình cảm gia đình. Phần 2 này là vai của Phi xuất hiện mới, và Phi là mấu chốt của cái việc mà làm cho mẹ con Nắng phải chia xa, rồi dẫn tới một số rắc rối ở cuối phim. Vai của Phi sẽ là vai của gì đó. Em rất là thích Kim Thư, tại vì Kim Thư rất là dễ thương, và em rất là mong chờ để xem phần 2, xem là phần tiếp theo sẽ như thế nào. Tới đây ủng hộ cho Thu Trang, một người bạn rất là thân, vì lâu rồi không gặp cho nên ngày hôm nay tới để gặp và ủng hộ. Hy vọng là phim Nắng sẽ có được cái doanh thu cao như phim Nắng 1, và rất mong quý vị khán giả ủng hộ. Thì từ cái bước đệm của Nắng 1 á, cho nên bây giờ là mọi người sung mơ với Nắng 2, thì chắc chắn Nắng 2 sẽ có những cái mới, những cái vui hơn, những cái mà chắc chắn sẽ có những cái đáng xem tốt hơn. Nhiều người ta nói là phần 1 nó hay rồi, và là phần 2 không biết là có hay hơn phần 1 hay không, cho nên đó cũng là một cái áp lực. Nhưng mà Trang nghĩ là với một cái ekip mà như người nhà và một cái ekip chuyên nghiệp, tất cả những diễn viên rất là chuyên nghiệp như vậy, thì phần 2 sẽ không phụ lòng của quý vị khán giả. Chị Linh đã từng xem qua bộ phim Nắng 1, và đây là một bộ phim rất là đời thực, tôi rất là cảm động và rất là háo hức để mà vào rạp xem bộ phim Nắng 2 như thế nào. Phim thì rất là hài hước, và đó là phải nói là mình xem thì mình không có rời mắt được luôn, tại vì những cái tình tiết hài trong phim nó rất là vui, nó là từ tình huống mà ra. Một bộ phim không phải là phim hài nhưng mà vẫn có những cái tình tiết hài rất là nhẹ nhàng, rất là đời thường. Cái đó là cũng do cái tình huống và cái duyên diễn viên thành ra rất là nhiều, đúng không? Phim rất là dễ thương và có rất là nhiều chi tiết rất là hài hước, và em nghĩ là đây là một cái bộ phim dành cho gia đình mà mọi lứa tuổi đều có thể xem được. Cho mẹ ngày tan nắng, cho mẹ anh trăng chiều ngồi lên vai bóng đêm, em mong mẹ về. Khi mà nghe bạn hỏi lại cái cảm xúc của Thảo thì nói chung là nó nổi da gà. Tất cả mọi người đều rất là cảm động. Thấy lúc nào thì rưng rưng, và coi phim thì có nhiều cái trường đoạn mà có thể rớt nước mắt được. Phim vừa xúc động, vừa vui, hài hước, thì vừa lấy nước mắt của khán giả mà còn vừa lấy những đem lại tiếng cười cho mọi người nữa. Mọi người ơi,